Không có ai treo biển bán nhà mà không cần bán nhà. Không có ai treo biển bán đất mà không cần bán đất. Cho nên qua cái video này tôi muốn nói với anh em rằng, khi chúng ta mua một cái bất động sản thì chúng ta cần phải trả giá. Mà trong cuộc đời này chúng ta mua bất kỳ một cái gì thì chúng ta cũng cần phải trả giá. Ở trong cái video trước thì rất nhiều người đã phản đối tôi về cái việc mà chúng ta trả giá một cái nhà 3 tỷ, trả 2 tỷ 7, 2 tỷ 8. Mà có một thực tế rằng là rất nhiều người họ vỡ nợ, thậm chí là nhà 3 tỷ họ bán 2 tỷ họ cũng bán. Nhưng vấn đề chúng ta có tìm được cái bất động sản đó hay không mà thôi. Hay là có những cái bất động sản mà họ cầm cố ở ngân hàng, họ rất cần bán, cần thanh lý gấp. Như vậy là rõ ràng là chúng ta sẽ mua được một cái tài sản rất là rẻ. Vấn đề là đây là cơ hội thì chúng ta phải đi tìm, chúng ta phải đi kiếm thì nó mới có cơ hội được. Cơ hội không dành cho số đông, đúng không ạ? Cơ hội không thể ngày một ngày hai là có cơ hội được.